Bạch Thế Tôn Pháp Thâm Diệu này chẳng vì nhiếp thủ Thánh Đế Khổ mà nói, chẳng vì xả bỏ Thánh Đế Khổ mà nói, chẳng vì nhiếp thủ Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà nói, chẳng vì xả bỏ Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà nói. Bạch Thế Tôn Pháp Thâm Diệu này chẳng vì nhiếp thủ bốn tịnh lự mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn tịnh lự mà nói, chẳng vì nhiếp thủ bốn vô lượng mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn vô lượng mà nói, chẳng vì nhiếp thủ bốn định vô sắc mà nói, chẳng vì xả bỏ bốn định vô sắc mà nói. Bạch Thế Tôn Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ tám giải thoát mà nói, chẳng vì xả bỏ tám giải thoát mà nói, chẳng vì nhiếp thủ tám thắng xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ tám thắng xứ mà nói, chẳng vì nhiếp thủ chín định thứ đệ mà nói, chẳng vì xả bỏ chín định thứ đệ mà nói. Chẳng vì nhiếp thủ mười biến xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ mười biến xứ mà nói. Bạch Thế Tôn pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ pháp môn giải thoát không mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn giải thoát không mà nói, chẳng vì nhiếp thủ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà nói, chẳng vì xả bỏ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà nói.